Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Kênh truyền hình tin tức Al Kahira Ai Cập dẫn một số nguồn tin mới đây cho biết ít nhất 6 người đã bị thương khi tên lửa đánh trúng vào một cơ sở y tế tại thị trấn nghỉ dưỡng Taba của nước này, giáp biên giới với Israel. Một tòa chung cư cũng bị hư hại do vụ nổ. Một nhân chứng có mặt gần hiện trường kể rằng người này đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và chứng kiến khói bốc lên từ cơ sở y tế. Kênh Al Kahira phát hình ảnh về vụ nổ, đồng thời dẫn một số nguồn tin cho biết sự việc liên quan đến xung đột gia tăng giữa lực lượng Hamas và Israel hiện nay. Trong khi đó, quân đội Israel thông báo đã nắm được thông tin về sự cố an ninh gần thị trấn Taba và lưu ý vụ việc xảy ra ở ngoài biên giới nước này. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Taba là thị trấn nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đỏ nổi tiếng với khách du lịch trong và ngoài nước. Thị trấn nằm đối diện thành phố cảng Eilat bên Biển Đỏ của Israel, cách Gaza hơn 350 km. Trong bối cảnh bạo lực gia tăng giữa Hamas-Israel có nguy cơ dẫn đến cuộc xung đột lan rộng trong khu vực và vụ tên lửa rơi trúng thị trấn Taba, chính quyền Israel tuyên bố các kế hoạch quân sự tại Gaza đang chuẩn bị bước sang giai đoạn tiếp theo. Vừa qua, Israel cho biết một rocket đã rơi trúng vào khu vực ngoại ô thành phố Eilat. Trong khi đó, ngoài xung đột ở dải Gaza, các cuộc giao tranh gây nhiều thương vong giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục gia tăng tại khu vực biên giới chung Israel-Liban, làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn Trung Đông. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích bằng máy bay không người lái và pháo kích vào nhiều mục tiêu khác nhau của Hezbollah ở miền nam Liban. Cuộc tấn công mới nhất được tiến hành nhằm vào một số vị trí mà IDF xác nhận là địa điểm khởi phát các cuộc bắn rocket vào Israel. Cùng ngày, IDF thông báo đã không kích vào một số mục tiêu ở khu vực Dara thuộc miền đông Syria nhằm đáp trả đợt bắn rocket từ khu vực này vào cao nguyên Golan mà Israel đang chiếm đóng của Syria. Truyền thông Syria trước đó cũng xác nhận hai sân bay chính của nước này ở thủ đô Damascus và thành phố Aleppo đã bị hư hại nặng và phải dừng hoạt động sau các đợt không kích của quân đội Israel. Thời điểm đó, tại dải Gaza, IDF đã tiến hành thêm hàng chục đợt oanh tạc và pháo kích mới vào hàng loạt thành phố và thị trấn trên khắp Gaza. Nguồn tin y tế Palestine khẳng định đã tiếp nhận thêm hàng trăm người chết và bị thương chỉ trong ít giờ sáng nay. Hầu hết thương vong là dân thường. Giao tranh gia tăng đồng thời trên cả ba mặt trận mà quân đội Israel đang triển khai, khiến dư luận khu vực lo ngại xung đột có nguy cơ lan rộng ra toàn Trung Đông, nhất là sau khi Mỹ triển khai thêm nhiều khí tài hiện đại và binh sĩ đến khu vực, trong khi hàng loạt quốc gia phương Tây đẩy nhanh sơ tán công dân ra khỏi các quốc gia liên quan, trong đó có Israel và Liban. Vừa qua, các ngoại trưởng của Ai Cập, Maroc, Jordani, Bahrain, Ả Rập Xê Út, Oman, Qatar, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã đưa ra tuyên bố chung lên án các vụ tấn công nhắm vào dân thường và các vi phạm luật pháp quốc tế tại Gaza. Tuyên bố chung cũng phản đối việc cưỡng bức di rời và trừng phạt tập thể tại Gaza. Trong diễn biến khác, cùng ngày, tàu sân bay trực thăng Tonnerre của Pháp đã lên đường tới phía đông Địa Trung Hải để hỗ trợ các bệnh viện ở Gaza đang phải vật lộn với số lượng lớn bệnh nhân trong khi nhiên liệu và vật tư y tế cạn kiệt. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết tàu chiến dài 199 mét này có nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, tuy nhiên chưa rõ sẽ là cung cấp vật tư y tế cho Gaza hay chữa trị cho những người Palestine bị thương ngay trên tàu. Theo trang web của bộ trên, tàu Tonnerre có thể chở trực thăng quân sự, xe tăng và xe lội nước, cũng có thể phục vụ như một bệnh viện nổi với hàng chục giường, một đơn vị chụp X-quang và hai đơn vị phẫu thuật. Tàu này từng được triển khai đến đảo Corsica của Pháp trong đại dịch COVID-19 để sơ tán dân thường bị bệnh và trước đó đã được điều động đến các vùng lãnh thổ của Pháp ở Caribe khi bị bão tấn công. Việc triển khai tàu Tonnerre diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU sẽ nhóm họp và kêu gọi lập các hành lang nhân đạo ra vào Gaza và ngừng bắn để có thể tiếp cận viện trợ. Trong khi đó, Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine cảnh báo có thể phải ngừng hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Gaza trong thời gian ngắn nếu không có nhiên liệu đến khu vực này, trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng về nơi ở, nước, thực phẩm và dịch vụ y tế. Theo số liệu cập nhật của Israel, các cuộc tấn công của Hamas đã làm khoảng 1.400 người ở Israel thiệt mạng. Trong khi đó, Sở Y tế Gaza cho biết
7.028 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ khi bùng phát xung đột ngày 7 tháng 10. Hiện quốc tế đang lo ngại về thảm họa nhân đạo tại Gaza sẽ trở nên tồi tệ. Bà Francesca Albanese, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng cho biết, tôi lên án bạo lực kéo dài chống lại toàn bộ người dân Gaza. Tất cả họ đều đang bị trừng phạt vì những gì Hamas và có thể là những tổ chức khác đã làm. Điều này không hợp lý. Các cuộc không kích của Israel vào Gaza đã khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó 40% là trẻ em. Ngoài ra, 15.000 người bị thương nặng, 1,6 triệu người phải di dời. Người Gaza đang không có nước, không có thức ăn, không có điện, không có thuốc men. Sự tổn thương và tàn phá là không thể diễn tả được. Tổng thống Nga Putin cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng trẻ em, phụ nữ và người già vô tội tại Gaza bị trừng phạt bởi tội ác của người khác là một sai lầm. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas hiện nay có thể vượt ra ngoài khu vực Trung Đông nếu quốc tế không thể giúp ngăn chặn bạo lực. Nhận định của Tổng thống Nga được cho là có cơ sở và đây cũng là điều Mỹ đang rất lo lắng khi mà Iran và các lực lượng vũ trang được nước này hậu thuẫn trong khu vực vốn ủng hộ Hamas có thể phản ứng mạnh khi Israel đổ bộ vào Gaza. Tình hình sẽ leo thang nguy hiểm khi các lực lượng này tấn công quân đội Mỹ tại Trung Đông. Những giờ qua, Pháp, Đức, Ai Cập vẫn nỗ lực thảo luận về một lệnh ngừng bắn tạm thời cho Gaza để tiến hành hỗ trợ nhân đạo vốn đang gặp rất nhiều khó khăn. Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc tiếp tục tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho các bên, trong khi Qatar đề xuất duy trì kênh liên lạc để giải quyết khủng hoảng. Quân đội Israel hiện đang tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích và pháo kích vào nhiều thành phố và thị trấn trên khắp dải Gaza. Nguồn tin y tế Palestine vừa qua thông báo đã tiếp nhận thêm gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel, nâng tổng số thương vong kể từ hôm 7 tháng 10 lên gần 7.000 người chết, 19.000 người bị thương. Hầu hết nạn nhân là dân thường, ngoài ra số mất tích bị vùi lấp trong các đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra là khoảng 1.650 người. Về thiệt hại vật chất, người đứng đầu cơ quan truyền thông Palestine tại dải Gaza, ông Salam al-Maroub cho biết khoảng một nửa số nhà cửa, công trình trên toàn dải Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại trong chiến dịch không kích 20 ngày qua của quân đội Israel. Về công tác cứu trợ nhân đạo, hôm 26 tháng 10 có thêm 12 chuyến hàng viện trợ quốc tế được thông quan qua cửa khẩu Rafah từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào dải Gaza, cũng như các chuyến hàng cứu trợ đã được chuyển vào Gaza trước đó. Các chuyến hàng hôm nay gồm thuốc men, thiết bị y tế, nước sinh hoạt, lương thực. Như vậy, kể từ đầu xung đột hôm 7 tháng 10 đến nay, đã có 74 chuyến hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế được chuyển vào Gaza. Tuy nhiên, theo các tổ chức cứu trợ quốc tế tại Gaza, số hàng cứu trợ này chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ, dưới 10% nhu cầu thực tế mà vùng đất gần 2,5 triệu cư dân này cần có. Liên quan đến phản ứng của các quốc gia trong khu vực với cuộc xung đột, Tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, tướng Hossein Salami cảnh báo rằng Gaza sẽ trở thành mồ chôn lính Israel nếu quân đội nước này mở cuộc tấn công bộ binh vào Gaza. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh giới chức Israel nhiều lần khẳng định đang tích cực chuẩn bị cho chiến dịch tấn công bộ binh vào Gaza để trấn áp và loại bỏ hoàn toàn phong trào Hồi giáo Hamas. Trong khi đó, lực lượng bộ binh và xe tăng Israel hoạt động ở phía bắc dải Gaza vừa qua thông báo đã đột kích vào một số mục tiêu của Hamas trước khi rút lui. Các cuộc đột kích hạn chế bằng xe tăng và bộ binh làm tiêu hao lực lượng Hamas được phía Israel xem như bước chuẩn bị cho các giai đoạn chiến đấu tiếp theo trong kế hoạch tấn công trên bộ mà nước này liên tục cảnh báo những ngày gần đây. Lo ngại giao tranh lan rộng, cộng đồng quốc tế tiếp tục đẩy nhanh các nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho dải đất Gaza, vốn đã chứng kiến xung đột kéo dài hàng thập kỷ. Quân đội Israel xác nhận, từ đầu tuần này đã tiến hành các cuộc đột kích có quy mô hạn chế vào dải Gaza trong đêm, song đã đi sâu vào dải đất này. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết, các lực lượng quân sự được triển khai rộng khắp dải Gaza. Chúng tôi sẵn sàng phòng thủ, tấn công và chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột này. Với việc Hội đồng Bảo an vẫn bế tắc, một số nguồn tin ngoại giao cho biết các nước Ả Rập đang nghiên cứu một nghị quyết có thể được biểu quyết sắp tới. Dự thảo này được cho là kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và tiếp cận không bị cản trở đối với viện trợ nhân đạo tới Gaza. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi trước đó nhấn mạnh Ai Cập đang đóng một vai trò tích cực trong việc giảm xung đột,
cố gắng thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas. Nước này cũng đang hợp tác với Mỹ và Liên Hợp Quốc để cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza thông qua cửa khẩu Rafah. Về tình hình nhân đạo, Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine cho biết sẽ buộc phải tạm ngừng hoạt động cứu trợ trên khắp dải Gaza nếu nhiên liệu không được vận chuyển khẩn cấp tới vùng đất này. Người phát ngôn của Cơ quan Y tế do Hamas điều hành ở dải Gaza cảnh báo hệ thống y tế ở dải đất này sẽ sụp đổ hoàn toàn do thiếu điện và cạn kiệt nhiên liệu để vận hành máy phát điện trong bệnh viện. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 6 bệnh viện trên khắp dải Gaza đã phải đóng cửa do thiếu nhiên liệu vận hành máy phát điện và các dịch vụ thiết yếu khác. Quốc tế ra sức kêu gọi tìm kiếm giải pháp sớm hạ nhiệt tình hình. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu-EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell tin tưởng lãnh đạo các nước thành viên EU sẽ ủng hộ lời kêu gọi tạm dừng xung đột để cho phép hàng hóa cứu trợ vào dải Gaza. Đức ủng hộ ý tưởng thiết lập các cửa khẩu nhân đạo hoặc khung thời gian cho phép đưa hàng hóa đến người dân. Bên cạnh đó, nước này cũng kêu gọi tạo điều kiện để những nhân viên của Liên Hợp Quốc đưa các đoàn xe cứu trợ vào Gaza và phân phối hàng hóa cho người dân một cách an toàn.